<laughs> xin chào chào mừng mọi người trở lại với plc training for the beginner rất là tâm à, chuyên chia sẻ những cái video lập trình plc hôm nay à, chúng ta sẽ cùng nhau reaction các cái video của các anh em hướng dẫn lập trình plc khác à, trên mạng thì có rất là nhiều anh em và trong đây có Thế anh sơn ở ở anh lê Thành sơn anh rất là tâm huyết đã làm những cái chuỗi series bài giảng rất là hay à, được rất là nhiều người ủng hộ thì à, à, mình có đọc cái phần comment thì cũng có rất là nhiều cái comment hay và cụ thể là cái comment này uh, X1 là tiết điểm thường đóng ký hiệu trên X1 phải thêm gạch chéo uh, mới xem cũng không hiểu lắm thầy chỉ giúp ok vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại xem là ở cái, cái phút 41.15 mà chúng ta có cái gì à, ở đây thì hình như đó là một cái mạch gọi là mạch rất là đơn giản mạch thường start stop nhưng nó không giống như Start Stop bình thường lắm. OK. Chúng ta xem xem anh Sơn test như thế nào. Ừ, OK. Vậy thì anh Sơn đã test thành công. Do đó chúng ta sẽ cùng nhau quay lại cái đề bài. ở đây chúng ta thấy rằng X0 được nối với nút nhấn thường hở x1 thì nối với tiếp điểm thường đóng của nút nhấn và đèn thì nối vào y10 Ok chúng ta giữ cùng nhau mô phóng lại xem có đúng như vậy không nhé ở đây anh Sơn mình thì không có thiết bị tương tự như của anh Sơn do đó nên chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái gì đấy gần gần giống x0 mình sẽ nối vào cái tiếp điểm thường hở của nút nhấn start còn mình không có X1 Do đó mình sử dụng cái X4 Nối với tiếp điểm thường đóng Của nút Stop Đấy. Y thì mình sẽ không có Y10 Mà mình sẽ bắt đầu từ Y20 Ok Bây giờ cùng test nào Wow, hoạt động đúng như cái sự kỳ vọng Của tất cả mọi người Đó là khi ấn nút Start thì đèn E20 sáng khi ấn nút stop X4 thì cái đèn E20 này nó tắt. Vậy thì cái câu chuyện đó là tại sao cái X4 lại là tiếp điểm thường hở ở trong chương trình mà lại không phải là cái tiếp điểm thường đóng có gạch chéo giống như rất là nhiều các cái mạch ở trên thị trường ở trên trên mạng. Thì để cho nó dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ À, chuyển cái mạch này thành một cái mạch gọi là xử lý tín hiệu đầu vào một tí. Ở đây chúng ta sẽ dùng là x4 tiếp biến thường đóng của x4 out ra m0 m4. Mình sẽ ký hiệu m4 đó là input của x4 đi. Bây giờ thì mình sẽ đóng cái gạch của m4 vào đây. Ok, bây giờ thì các bạn thấy nó quay lại cái mạch bình thường chưa đúng không? Cùng nhau đấn sang phần mô phỏng. Ok, nó hoạt động đúng như cái yêu cầu Unstart, stop Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Quay trở lại này Ở đây là X4 Out ra M4 Và uh, cái mạch đằng dưới là mạch Start Thì có thể hiểu hình dung như sau Đó là Ở uh, X4 M4 Thì uh, sẽ là Phủ định của X4 Ok Đây chúng ta có x4 này Đấy. X4 đây thì không Bây giờ chúng ta thử ba màn một lời Vào cái cửa sổ Watt để xem xem mà Cụ thể là hoạt động của nó sẽ như thế nào Ở đây thì bình thường ấy Mà chúng ta không ấn không tác động gì ấy Thì x4 chúng ta đang mang giá trị là một Ok X4 mang giá trị là một Thì nó bị phủ định đi thì M4 sẽ bằng phủ định của X4 Do đó sẽ là M4 sẽ mang giá trị là Là 0 Ok. M4 răng đấy là không thì nó nhét vào cái mạch start stop này thì phú định của M4 Phủ định của không là chính là một. Do đó thế nên là khi mà có cái x không ấy tác động ấy thì làm sao? Thì làm cho con y 20 sáng tại vì là 1 cộng 1 thì sẽ bằng 1. Ok. Bây giờ khi mà các bạn à, giả sử chúng ta ấn nút stop đi thì làm sao bây giờ các bạn sẽ quan sát thấy là x4 nó trở về 0 x4 về 0 thì m4 lại ao lên 1 m4 ao lên 1 thì cái đoạn chỗ mà m4 gạch chéo ấy thì nó lại trở về 0 và nó trở về 0 thì nó làm sao nó giống như thế là nó ngắt điện ấy và nó ngắt điện dòng điện dạy từ bên trái sang bên phải ấy, làm cho cái đèn i20 bị tắt Đấy. Ok trên đây là tất cả những cái gì giải thích liên quan tới cái việc đó là tại sao lại tiếp điểm thường đóng lại không có dấu gạch ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau